Chào các bạn đã quay trở lại Vlab và mình là Hiếu đây. Pamu thì chắc là các bạn không lạ gì đúng không? Đây là một hãng tai nghe rất là còn non trẻ, nhưng mà tuy nhiên mình cảm thấy là rất tích cực trong cái việc mà tung ra các sản phẩm mới. Và từ một dự án gọi vốn ngày nào thì giờ đây họ đã có tiếng nói riêng cũng như là được cái sự công nhận của rất nhiều người dùng trên toàn thế giới rồi. Mới gần đây thì Pamu đã cho ra mắt phiên bản mới của chiếc Pamu Slide Plus mà bọn mình đã từng làm. Đó là phiên bản Pamu Slide Mini. Vậy chiếc Pamu Slide Mini này nó có cái gì hay, có cái gì khác biệt? Chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chưa giới thiệu vội chiếc mini này, mà mình sẽ nêu lên một chút cái trải nghiệm mà mình qua một thời gian sử dụng rất là dài về chiếc Pamu Slide Plus nhé. Pamu Slide Plus mình đánh giá rất là tốt, nhưng mà tuy nhiên trong quá trình sử dụng thì mình có nhận ra được vài cái lỗi và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Đầu tiên đó là cái lỗi đột tử. Không biết ông Pamu này có chơi với LG không mà một ngày đẹp trời tự nhiên cái chiếc tai nghe của mình nó không thể nào bật lên được. Và chiếc tai nghe của anh Linh Trần cũng thế. Mình cũng không biết bao nhiêu lần thấy anh Linh Trần là tí toái dùng dây điện chích vào cái tai nghe để kích nguồn nó lên cả. Và đây là cái lỗi mà rất nhiều anh em đã phải đi bảo hành rồi. Tiếp theo là cái lỗi về pin, nhưng mà lỗi này thì không thể nào bảo hành được. Đó là về lỗi chai pin. Đồng ý là tất cả các thiết bị nào mà chạy bằng pin thì theo một thời gian thì pin nó sẽ phải bị chai và bị yếu đi dần. Nhưng mà chiếc Pamu này thì nhiều anh em phản ánh là bị chai nhanh quá. Đó là hai cái lỗi mình cảm thấy là khó chịu nhất mà thôi. Còn về cái độ hoàn thiện thì theo mình đánh giá là đây, tai nghe của anh Linh Trần. Anh dùng 6 tháng rồi mà mình thấy là nó vẫn rất là ổn. Tuy nhiên về cái phần tai nghe ấy, trên này nó có một cái phần nó là bọc cao su để chúng ta đeo nó êm hơn, hoặc là nếu mà có rơi thì sẽ chống sốc. Nhưng mà khoảng tầm một thời gian tầm 3-4 tháng thôi là chiếc cái phần bọc cao su nó bị rão ra vào đây này. Bạn thấy không? Nó bị bong ra luôn. Về cái phần nước sơn và vỏ hộp mình thấy hoàn thiện cũng rất là tốt. Anh Linh là một người dùng rất là phá luôn, nhưng mà gần như là chưa có một vết xước nào cả. Chỉ có xung quanh cái phần lỗ cắm sạc đã bị chóc sơn một chút mà thôi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phiên bản mới đây, là phiên bản mini. Cái mới đầu tiên mình nhận ra được là chúng ta có một cái tên mới, Pamu Slide Mini. Pamu là tên hãng rồi, không nói nhiều nhá. Nhưng mà về phần chữ Slide ấy, mình thấy là hơi sai. Thì trên phiên bản cũ, cái nắp nó trượt được như này thì mình mới gọi là Slide đúng không? Mà trên bản mới này nó là dòng nắp mở như là các tai nghe bình thường rồi, cho nên là mình nghĩ là đặt tên Slide là sai rồi. Cái chữ mini này nó nhấn mạnh vào cái đặc trưng, đó là sự nổi bật về cái tính nhỏ gọn của chiếc tai nghe này. Nếu như trước đây nhiều anh em là thích cái chất âm hay là tính năng của bản Plus, nhưng mà e ngại cái kích thước là nó to quá, không tiện để mang đi lại hoặc là nhét vào túi quần, thì bây giờ chúng ta đã có phiên bản mini rồi. Cái kích thước kén sạc trên phiên bản mới này nó chỉ khoảng tầm bằng 1/3 so với phiên bản cũ mà thôi. Và đương nhiên đi kèm với cái kích thước nhỏ hơn này, chúng ta sẽ có một cái dung lượng pin của kén sạc cũng bé hơn nữa. Ở trên phiên bản cũ chúng ta sẽ có dung lượng pin có thể lên đến là 2000 mAh, nhưng trên phiên bản mới này dung lượng pin nó chỉ có 400 mAh mà thôi. Trên phiên bản cũ chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng lên đến 1 tháng rồi mà không cần sạc kén sạc. Nhưng mà trên phiên bản mới này nếu các bạn dùng nhiều thì chỉ sau khoảng tầm 5 đến 7 ngày mà thôi chúng ta sẽ phải sạc một lần. Có lẽ là chỉ có phần thời lượng pin và kén sạc là cái đánh đổi cảm thấy là lớn nhất để có một kích thước nhỏ gọn như thế này. Còn lại mọi thứ chiếc tai nghe mình thấy là nó vẫn y nguyên như phiên bản to sát của nó. Dù là kích thước kén bé như thế nhưng mà chúng ta vẫn có cái khả năng đó là sạc không dây cho cái kén sạc này. Và mình nghĩ đây là điểm cộng rất lớn cho một cái thiết bị mà nó có cái dung lượng pin cũng như là cái dòng sạc input vào nó bé như thế này. Chất lượng hoàn thiện mình vẫn đánh giá là rất là tốt, y như cũ, dày dặn và chắc chắn. Gần như là không có các cái vết nhựa thừa các phần mét viền. Về phần tai nghe thì không phải nghĩ bàn rồi đấy nhá. Thì khi mà Pamu đã bê nguyên chiếc tai nghe ở phiên bản cũ lên và đặt vào chiếc hộp mới, đúng như cái câu các cụ gọi là bình mới và rượu cũ đấy. Nếu như anh em nào thích cái chất âm và cũng như là tính năng của phiên bản cũ thì có thể hoàn toàn yên tâm mà sắm sửa chiếc tai nghe mới này. Nó vẫn sở hữu một chất âm gọi là trầm, ấm và ngả tối, phù hợp để tập thể thao cũng như các bạn chìm đắm trong những bản nhạc EDM sôi động, hoặc là những bộ phim có cảnh cháy nổ nó hoành tráng chẳng hạn. Nó vẫn sở hữu đầy đủ những cái tính năng hấp dẫn nhất, hữu ích nhất, ví dụ như là hỗ trợ chuẩn kháng nước IPX6 này. Chúng ta hoàn toàn yên tâm để tập thể thao dưới trời mưa nhỏ, hoặc là toát mồ hôi nhiều quá khi mà trời nó quá nắng nóng. Nó được sử dụng là chuẩn Bluetooth 5.0, có khả năng kết nối rất là nhanh và ổn định, cũng như là nó sở hữu cái chip của Qualcomm đó là C3020, hỗ trợ cái chuẩn là aptX, giúp xuất âm thanh nó chi tiết hơn, ổn định hơn so với các chuẩn âm thanh cũ như là AAC hay là SBC. Có chăng về cảm quan thì mình cảm thấy là khi sử dụng cái âm lượng nó có một chút nhỉnh hơn, to hơn so với phiên bản cũ mà thôi.
Nếu các bạn quan tâm về phần chi tiết hay là chất âm, tính năng thì có thể tham khảo xem lại những video cũ mà Relab bọn mình đã từng làm nhé. Tổng kết lại, có thể nói thì Pamu là một nhà sản xuất rất tích cực, năng động cũng như là chịu học hỏi, lắng nghe ý kiến người dùng để giúp cho cái sản phẩm của họ được tiếp cận với nhiều đối tượng hơn. Từ những chiếc tai nghe hot đình đám một thời như là Scroll này hay là Pad BX13, Slide mà Relab bọn mình đã từng làm rồi thì đến với phiên bản Slide Mini này, mình thấy đây là một bước tiến rất là dài của hãng. Chúng ta sẽ có một phiên bản rút gọn kích thước nhưng mà vẫn giữ được những cái gì tốt nhất, thú vị nhất từ phiên bản to xác. Từ cái độ hoàn thiện tốt này, chất âm sôi động đến cái khả năng kết nối tốt, chip của Qualcomm rất là xịn sò và nhưng mà lại ở trong một cái mức giá dễ tiếp cận hơn, tiện dụng hơn, nhỏ gọn hơn phiên bản cũ. Nếu anh em nào quan tâm đến cái sản phẩm này, mình sẽ để cái link dẫn đến trang web trực tiếp ở bên Trung Quốc của hãng luôn nhá. Mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Đừng quên like, share cũng như là subscribe ủng hộ Relab mọi mình nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.